Và bây giờ Tú sẽ đến với thử thách đâm bong bóng. Theo bạn, khi yêu nhau có nên thể hiện tình cảm nồng cháy trên mạng xã hội hay không? Ngày xưa là có, tại vì lúc mà còn trẻ thì luôn muốn mọi người thấy được rằng mình đang rất là hạnh phúc, mình đang thể hiện cái tình yêu như nào, mình có một người yêu là ai. Nhưng mà càng lớn, càng bắt đầu biết nhiều, hiểu hơn về đời thì không cần thiết lắm. Đây là anh Tú vậy ạ? Không, không phải già, nhưng mà không biết nói thì sao nữa. Nhưng mà không phải là Tú già, tại vì có nhiều người họ từng nói về Tú rằng là dạng như yêu mà không công khai á là sẽ có lén lút. Nhưng mà thật ra với Tú nghĩ rằng đã công khai không công khai mà người kia nó muốn lén lút thì lén hết rồi, cơ nào nó cũng lút được hết á. Nên là càng yêu nhiều càng muốn giữ những cái gì mình tôn trọng, mình quý trọng nhất vào trong lòng, và mình không muốn show off cái điều đó ra ngoài quá nhiều. Nếu bạn chỉ được chọn một giữa sự nghiệp hoặc tình yêu. Khó ấy, sự nghiệp hay tình yêu ta. Tại vì đôi khi nó là 50-50, giống như sự nghiệp là bố, tình yêu là mẹ, kiểu kiểu đó. Bây giờ có nhiều người thì họ sẽ muốn chọn về sự nghiệp. Tôi sẽ làm về sự nghiệp trước, tôi có một sự nghiệp thành công thì bắt đầu tôi sẽ chọn một người phụ nữ cho tôi. Cũng có những người họ sẽ chọn về tình yêu và nhớ tình yêu đó họ suy nghĩ tích cực, và hai người cùng làm nên sự nghiệp. Thì với Tú thì nếu mà chọn giữa sự nghiệp và tình yêu thì tình yêu. Trong tình yêu, điều gì khiến cho bạn hạnh phúc nhất? Điều hạnh phúc nhất tại với Tú thì hạnh phúc rất là đơn giản, chứ nó không có cầu kỳ. Chỉ cần miễn làm sao mà mình đi làm về là mình muốn được gặp người đó đầu tiên, muốn được nói chuyện với người đó, muốn được chia sẻ tất cả những cái điều trong lòng mình ra, muốn được tâm sự, không cần phải giấu bất cứ điều gì. Thì vậy thôi, không có thể chia sẻ được hết. Đang suy nghĩ xem có đâu. Tại sợ bị thiếu. Quan điểm tình yêu của bạn là gì? Thế là Tú từng nghĩ về cái tình yêu như này nè. Tình yêu nó giống như là một cái dấu chấm hỏi, và nó có mặt ngược lại của nó, tức là được hai dấu chấm hỏi ghép lại. Và đôi khi cái dấu chấm có những câu hỏi mà sẽ không bao giờ có một câu trả lời thích đáng nó. Thế nên là Tú nghĩ rằng cái việc mà quan điểm về tình yêu hay là thế nào gọi là tình yêu thì câu đó sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cả. Miễn sao bạn cảm thấy hạnh phúc nhất bên những người đó, có thể trải lòng được, không giấu giếm điều gì, muốn che chở bảo vệ cho họ bằng bất cứ giá nào, thì Tú nghĩ đó gọi là tình yêu hạnh phúc nhất. Một ngày bình thường không công việc của bạn bây giờ sẽ như nào? Ôi hồ ôi, nó nhạt. Tôi thề luôn, nó nhạt khủng khiếp luôn. Nói sao ta? Sáng nằm y lên giường, nằm mà phải, mẹ sẽ phải chửi luôn. Sao mày chảy thây, mày lười kiểu đó, đó. Ở trên giường nằm không làm gì hết. Dậy ăn xong rồi bắt đầu nghỉ ngơi, xong rồi đi tập thể dục. Tại vì Tú là người thích chơi thể thao nữa, nên là sẽ đi tập thể dục, hoặc là có thể đi đá bóng cùng bạn bè. Xong rồi buổi tối thì gặp nhau, nếu mà anh em có gặp nhau thì uống có thể 1-2 ly. Rồi về ngủ. Mà nó không phải là cuộc sống những ngày rảnh đâu, nó là cuộc sống của năm 2020 luôn á. Thật á, nó dài đằng đẵng như vậy luôn mà, nó không có bận nhiều đâu đó, nó cứ rảnh vậy đó. Nên là mọi người đừng nghĩ bận, không bận đâu, rảnh lắm. Nên là chỉ cần, nếu mà ai mà muốn rủ đi chơi, chỉ cần hẹn Tú trước 30 phút để tắm rửa thôi, chứ không cần hẹn lâu, không cần hẹn trước 1 tuần hay 1 ngày, 30 phút thôi nha. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.